Tôi xin được hỏi gửi câu hỏi tiếp theo đến cho máy của bác Viên Thiền và xin bác Quốc Tuấn sẽ chuẩn bị âm thanh cho câu hỏi kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ, kính mời bác ạ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm và thưa toàn thể ban tổ chức đường dung cùng anh chị em liên hợp đồng tu. Hôm nay Viên Thiền con xin phép hỏi một câu hỏi ạ. Câu hỏi như sau: con thường nghe Đức Hòa thượng Thường Tình Hà Không nói, không thành thật niệm, không chuyên tâm niệm vừa vọng tưởng, niệm Phật như vậy không có lợi ích gì. Mà có chỗ Ngài lại nói, niệm Phật một câu, phước đức vô lượng, con nghe mà chưa hiểu hết nghĩa lý trên. Hôm nay con xin kính thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm vì lòng từ bi thương xót chỉ bày cho chúng con, giảng giải cho đại chúng cùng được nghe ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cảm niệm tri ân công đức của thầy ạ. A Di Di Đà Đà Phật. Phật. Miệng niệm Phật mà tâm vọng tưởng, niệm cho bế hầu bế họng cũng như không. Câu này Diệu Âm cũng bắt chước Ngài mà nói mãi. Chính vì thế mà chư vị ơi, niệm Phật đừng nên quá vọng tưởng. Ví dụ như mình niệm Phật cho mình đã chứng đắc vọng tưởng rồi, niệm Phật mà chứng tỏ mình ngon lành vọng tưởng rồi. Hơn nữa chư vị biết không, nếu mà trên đời gặp những người có chút ít kiến thức thông minh, thường thường vọng tưởng mạnh hơn những người yếu yếu đấy. Vậy thì khi biết có sự vọng tưởng này, mong chư vị bỏ đi. Nhưng phàm phu làm sao bỏ đây chư vị? Cầu cho chúng ta hết vọng tưởng, cầu không được, lại thêm một cái vọng cầu khác. Vậy thì hãy lấy cái lời khai thị của Ngài Ấn Tổ tuyệt vời vô cùng, chư vị ơi, luôn luôn nghĩ mình là phàm phu, luôn luôn nghĩ mình còn yếu kém, luôn luôn nghĩ mình còn dở, tất cả đều là Bồ Tát. Lấy cái lòng khiêm cung này mà niệm Phật, hợp với cái trình độ phàm phu của chúng ta. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mình có vọng tưởng mình, à ta là phàm phu quá, phải cố gắng hơn nữa. Thấy chúng ta làm một việc gì không thành, à ta dở quá, ta phải cố gắng hơn nữa. Rõ ràng đây chính là cái chí thành chí kính, gọi một phần chí thành một phần lợi ích, hai phần chí thành hai phần lợi ích, chứ không phải một phần mà chúng ta ngộ đạo là một phần lợi ích. Chúng ta ngộ đạo không được. Như vậy thì khi mà chúng ta niệm Phật thấy hình như cũng nghĩ này nghĩ nọ, chúng ta thấy à ta còn phàm phu quá đáng, cầu Phật cầu Bồ Tát gia trì. Chư vị ơi, lấy cái tâm này mà tu, tự nhiên chúng ta hóa giải được những cái chuyện mà phàm phu vọng tưởng đấy. Chứ không phải là phàm phu một ngày hai ngày là tự nhiên thanh tịnh đi. Có những người tôi niệm Phật mà sao tôi vọng tưởng nhiều quá vậy, làm sao khó chịu cái chuyện này, chính là thêm một vọng tưởng nữa. Chứ vì hiểu không? Mà càng niệm Phật mình thấy càng vọng tưởng, đúng không? Tại sao ta dở như vậy, tại sao ta yếu như vậy, thôi ta quyết lòng niệm Phật hơn nữa, chí thành hơn nữa. Chư vị ơi, Ngài Ấn Quang nói biết huân tu ma cảnh cũng thành lợi ích cho chính mình. Biết huân tu thấy mình càng vọng tưởng càng cố gắng hơn nữa, không biết huân tu tưởng mình là ngon, vô tình vọng tưởng chồng thêm vọng tưởng. Như vậy chư vị đặt câu là mình có phải là người hiền hay không? Đi vào trong đạo tràng thấy người kia hư hại gì đó, mình có buồn hay không? Mình có tức hay không? Mình có chê bai người ta hay không? Đi trên đường thấy người này dở mình chê, thấy người kia xấu mình cử, mình là người vọng tưởng thêm vọng tưởng. Còn người hiền thì sao? Thấy người ta làm sai, à mình còn sai hơn người ta nữa, cớ chi mình trọng bán người ta. Vô tình những người hiền là những người tự mình giải tỏa những cái vọng tưởng này.
Trong đó cái vọng tưởng tai hại nhất là tưởng mình đắc rồi, tưởng mình chứng rồi, tưởng mình lỗi lạc rồi, tưởng mình đã khai tâm mở tánh rồi, tưởng mình đã có năng lực gì rồi. Những cái này là những cái đại hại cho những người phàm phu. Một người thánh nhân không bao giờ tự nhận mình là thánh nhân. Chẳng tin chư vị coi lại sự tích của Ngài Ấn Quang. Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai. Mà Ngài lấy là thường tạm, nghĩa là luôn luôn cảm thấy xấu hổ vì mình còn sai. Ai mời Ngài khai thị, Ngài nói: Quang tôi là một phàm tăng, tội chướng sâu nặng, tâm ý còn mê mờ. Quang tôi chỉ nói ý kiến của tôi chứ không bắt buộc chư vị đâu. Ngài cả một cuộc đời không dám gọi là thọ trì tam quy cho người khác. Chư vị thấy không? Có người tới nhờ Ngài làm lễ quy y ta, quy y tam giới, quy y tam bảo, ngũ giới. Ngài nói: Quang tôi chưa đủ tư cách để thọ trì tam quy cho chư vị đâu. Hãy đến nhờ Ngài. Ngài gì? Ngài Hòa Thượng Diệu Âm mới trật qua rồi. Ngài đó có đạo đức hơn tôi, xin tới đó mà quy y với Ngài. Chư vị thấy không? Đó gọi là không có vọng tưởng. Một lấy Phật lý, niệm Phật một niệm phước tăng vô lượng. Đây là Ngài Hành Sách nói đây. Thành tâm đi chư vị, chỉ thành đi chư vị, hiền hòa đi chư vị, niệm một câu A-di-đà Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng phước đức vô lượng. Lấy Phật một lấy tối diệt hằng xa. Thành tâm đi chư vị, hiền hòa đi chư vị, nhận mình là phàm phu đi chư vị. Chư vị lấy Phật trong tư thế đó, đúng là tâm chân thành chư vị làm, chứ không phải tâm thượng mặn mà làm, không phải tâm ngon mà làm. Đừng thấy mình lấy được 200 lạy, tưởng người khác lại 3 lạy là dở, mình cho người ta dở là mình sai rồi. Nhớ nha chư vị, tuyệt đối đừng bao giờ để cái vọng tưởng đó gọi là cái vọng tưởng của những người phàm phu. Chúng ta cứ lấy cái lời khai thị của ông tổ thì giải tỏa rõ ràng, đầy đủ, trọn vẹn. Phải không bác Viên Thiện? Diệu Âm chỉ nói là thuộc hạng phàm phu chứ không nói lý lẽ đâu nhé. À, Di Đà Phật. Con thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm và chúng